Vâng, đồng hồ cổ Hùng Dâu xin chào tất cả các bác. Trên tay đây là một chiếc đồng hồ Rolex của Liên Xô, một chiếc sử dụng cỗ máy 23 chân kính, cỗ máy vàng, máy 2209 huyền thoại của Liên Xô. Nếu mà chắc hẳn những bác nào đam mê đồng hồ Liên Xô thì không lạ gì những cỗ máy vàng 2209 huyền thoại. Trên chiếc nút này có dáng vuông rất là độc lạ. Thường thường ta gặp những chiếc dáng màu tròn, dáng vòng với tròn, nhưng chiếc này thì là dáng vuông. Đồng hồ chiếc này size cũng tương đương size tầm 36mm thôi, size cũng khá là ok. Vỏ bọc vàng dày 10 micron, tình trạng đồng hồ là zin nguyên bản, em đã lau dầu căn chỉnh hoạt động ổn định. Chiếc nút trên mặt rất là lạ, khác ở dòng số trò kim màu đen. Nếu bạn nào quan tâm với sản phẩm này thì liên hệ Facebook Zalo số em là 0969966612. Còn em xin dừng video ở đây, cảm ơn tất cả mọi người đã xem video này ạ.